Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận giao hữu của Vương Thiên Nhất và tay cờ giang hồ có nickname là Cao Thủ Online, rất hay diễn ra năm 2020. Trận này Cao Thủ Online cầm đỏ đi tiên, Vương Thiên Nhất cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Chơi đến đây đang gay cấn, hai bên đồng ý hòa, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.